bơm thủy lực 112 cc áp tối đa 200, trục rơ lia 18 rơ lia đường kính 40. Con này con kẹp chi nguyên rin chưa bung. Anh em có nhu cầu liên hệ số điện thoại mình để trên màn hình nhé. Bên mình giao hàng toàn quốc. Rất đẹp. Quay hai chiều hôm nay vỏ nhôm bơm của Liên Xô ok.